Trận đấu quyết định tại bảng B ASEAN 19 đã diễn ra với sự khó khăn đối với Olympic Việt Nam. Trước đối thủ mạnh mẽ là Olympic Saudi Arabia, đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặp nhiều khó khăn trong việc thể hiện mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-3 nghiêng về phía đội khách. Điều này đã đánh dấu sự kết thúc sớm của hành trình của Olympic Việt Nam tại giải đấu này khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Trong khi Olympic Saudi Arabia đã giành vé vào vòng 1/8 ASEAN 19 với vị trí thứ 2 tại bảng B, trận đấu đối đầu Olympic Việt Nam được xem xét là một thử thách đối với Olympic Saudi Arabia, nhưng đội khách đã vượt qua một cách khá dễ dàng. Bình luận của báo giới Saudi Arabia cho rằng đội nhà đã giành chiến thắng một cách thuyết phục trong trận đấu này. Tờ OKZ bình luận rằng Olympic Saudi Arabia đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Olympic Việt Nam trong trận đấu quyết định ở bảng B. Trước đối thủ suy yếu cả về thể lực và tinh thần, Olympic Saudi Arabia đã ghi những bàn thắng khá dễ dàng, đặc biệt là ở cuối hiệp 2. Kết quả này đã đưa Olympic Saudi Arabia và Olympic Iran vào vòng 1/8 ASEAN 19. Tờ Mercato Today cũng bình luận rằng Olympic Saudi Arabia đã xuất sắc vượt qua thách thức từ Olympic Việt Nam để giành vé vào vòng sau. Trong trận đấu này, Olympic Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công và không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Tờ Cora cho rằng Olympic Saudi Arabia đã hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng trước Olympic Việt Nam và đang tiến thẳng vào vòng 1/8 ASEAN 19. Đại diện của Tây Á đang có sự thể hiện mạnh mẽ và hy vọng giành được huy chương vàng tại giải đấu này.